Sự thờ ơ trong xã hội Trung Quốc đã đáng sợ đến mức nào? Tại Trung Quốc, căn bệnh thờ ơ đang lan truyền đến mức khiến người ta sợ hãi. Trước những khổ đau hay hiểm nguy của người khác, sự tương trợ cứu giúp đã trở nên hiếm hoi và thay thế bằng sự vô cảm tột độ. Những cảnh tượng dưới đây sẽ cho chúng ta thấy, khi sự thờ ơ ăn mòn nhân tính, thế giới sẽ trở nên đáng sợ như thế nào. Chàng trai trẻ bị đánh dã man vì không nhường ghế, những người xung quanh tránh ra xa. Ngày 7 tháng 8 tại Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc, một chàng trai trẻ đã bị một người đàn ông lớn tuổi đánh đập dã man trên tàu điện ngầm vì anh từ chối nhường ghế cho ông ta. Đáng chú ý, những người xung quanh chứng kiến đều thờ ơ, họ đứng dậy bước ra xa để tránh rắc rối. Theo lời một nhân chứng, sau một hồi bị đánh, chàng trai trẻ đứng dậy, nhưng người đàn ông lớn tuổi vẫn tiếp tục tấn công cho đến khi chàng trai chảy máu. Lúc đó, một số người mới bước đến can ngăn. Sau đó, chàng trai rời khỏi tàu. Đoạn video ghi lại sự việc sau đó đã được đăng lên mạng xã hội. Những người thấy được đều thở dài ngán ngẩm. Họ bình luận rằng, nhiều người Trung Quốc sao lại trở nên bạo lực và thờ ơ đến như vậy. Trung Quốc, những người máu lạnh, trơ mắt nhìn em bé bị nước cuốn trôi. Ngày 10 tháng 8, một đoạn video khiến nhiều người phẫn nộ đã được đăng tải lên mạng xã hội. Trong video, khi thấy một em nhỏ la hét vì bị dòng nước mạnh cuốn trôi, những người xung quanh vẫn thờ ơ đứng nhìn như không có chuyện gì xảy ra. Mãi một lúc sau, một người thấy sự việc chạy đến nhưng cũng bị nước cuốn trôi. Nhưng những người xung quanh vẫn chỉ tiếp tục đứng nhìn. Điều này khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ bình luận rằng sự thờ ơ quá đáng sợ, họ có còn là người nữa không? Cô gái nôn ra máu lăn lộn dưới đất, những người xung quanh chỉ đứng nhìn. Ngày 31 tháng 7, một đoạn video đã gây lại cảnh tượng đau lòng tại một khu chợ ở Trung Quốc. Trong video, khi thấy một cô gái đột ngột ngã xuống đất, nôn ra nhiều máu và lăn lộn vì đau đớn, những người xung quanh lại thờ ơ đến đáng sợ. Họ chỉ dừng lại bàn tán và nhìn cô mà không ai bước đến giúp đỡ. Sự việc này phản ánh một thực trạng cực kỳ đáng buồn tại Trung Quốc hiện nay. Như tác giả bài đăng cho biết, nhiều người Trung Quốc e ngại việc giúp đỡ người khác vì lo ngại liên lụy phiền phức đến bản thân. Nhưng với sự lạnh lùng vô cảm đó, họ thật sự đã đánh mất nhân tính của bản thân mình. Quả thật, sự thờ ơ đang dần dần xâm chiếm xã hội Trung Quốc. Như nhà văn M. Gorky từng nói, nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi thiếu vắng tình thương. Chỉ khi mỗi người sẵn lòng mở rộng trái tim và hành động vì người khác, thì chúng ta mới có thể rã băng thế giới đang lạnh lẽo này.